Các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì đừng quên ấn với nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những cái sản phẩm mới về của bên em nhé. Đấy. Mùa hè vẫn còn, nắng nóng vẫn còn, thế là em vẫn tiếp tục phục vụ các bác những cái dòng điều hòa nội địa Nhật, những cái hàng cao cấp của hãng Panasonic nhé. Hôm nay em về được hai con máy, hàng rất là đẹp và cũng khá là ít hàng của cái dòng này. Đây là dòng Pala Viền Đen, một con máy 9.000 và một con máy 12.000, hàng tuyển chọn các bác nhé, nên là rất là đẹp. Đấy, đời Panasonic thì mà những cái năm mà nó vẫn sử dụng cái ga 410 ấy, thì cái những cái mã viết nhất đấy của nó là dòng Viền Đen và dòng Mắt Liếc, hai cái dòng này thì nó chạy tương đương nhau. Đấy, nhưng mà cái mẫu mã của cái bọn Viền Đen này nó đẹp hơn, thế là được nhiều người ưa chọn hơn. Đấy, đây như đây là cái con CU22, con đầu 22 này, tương đương với máy 9.000 BTU ấy. Máy 9.000 BTU mà cục nóng của nó đã 39 cân rồi các bác nhé. Sử dụng ga 410, không gây hại cho sức khỏe, không khô môi, khô da. Đấy, sử dụng rất là tốt cho sức khỏe nhé, nhất là trẻ nhỏ và người già. Đây. Em quay qua trước cái cục nóng của nó cho các bác xem. Lúc nào em quay điều hòa em cũng phải làm riêng ra hai clip. Một clip là em sẽ mở hết ruột ga này cho các bác xem. Đây, vỉ ở trong này mới tinh rồi nhá. Đây là dàn này các bác này. Đấy, hàng em tuyển chọn bao đẹp, bao zin. Cái dàn đồng của nó đây. Nó đẹp mướt luôn. Đấy, dàn đẹp, vỏ đẹp. Đấy các bác nhá. Đấy, dàn mà được như thế này gọi là quá xuất sắc rồi. Đấy, đây là con máy 9. Còn đây là cái mặt lạnh của nó các bác nhé. Đây, mặt lạnh là con máy 9.000 đây. Cái con máy 9.000 này các bác có thể dùng thoải mái trong những cái phòng mà từ 12m2 đổ xuống nhé. 12m2 đổ xuống rất là phù hợp. Đấy. Và những cái hàng em bán ra cho các bác là em bao zin nguyên bản từ nước sơn nhé. Đấy, phát hiện là nếu mà hàng phát hiện sơn lại em tặng máy các bác luôn. Đây, bây giờ em sẽ mở cái bên trong của cái con máy của cái mặt lạnh này, con máy 9 này cho các bác xem. Đấy, bên trong này nhé, hàng em tuyển chọn và đã dọn vệ sinh sạch sẽ. Riêng nhà em chọn thì các bác không phải lo lắng gì cả. Các bác về mở ruột ra tìm không thấy một hột bụi nào luôn. Đây các bác nhìn cái dàn lạnh của nó này. Đấy, có khác gì hàng mới không? Đấy, đẹp xuất sắc luôn nhá. Còn những cái dàn đồng ở bên trong này, những cái dàn đồng bên trong của những con máy giật này thì nó chi chít nó nhiều như kiểu là nhà máy điện nguyên tử hạt nhân rồi. Đấy, thế là nó mới làm lạnh sâu được và nó mới tiết kiệm điện được. Rồi bây giờ đến con máy đầu 28 tương đương với máy 12.000 BTU. Con này các bác sử dụng trong phòng 18m trở xuống thoải mái các bác nhé. Đấy, riêng cái dòng máy Viền Đen này là rất là khỏe luôn. Rất là khỏe. Hàng tuyển chọn đấy là nó hai con nó đẹp ngang nhau luôn. À đây, cục nóng con 9.000 kia thì 39 cân, còn cục nóng của con 12.000 này thì 40 cân. Cả hai con này đều là sản xuất 511 nhé. Tất cả những cái dòng Pala Viền Đen thì năm sản xuất của nó đa số là từ 2011 đến 2013 rồi các bác nhé. Ở đây, dàn đồng đây, cũng đẹp xuất sắc như nhau. Đấy, ống đồng khá là to. Đấy. Đẹp xuất sắc các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, còn cái giá của nó thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em sẽ báo giá trực tiếp nhé. Bây giờ em mở cái mặt lạnh của cái con máy 12.000 này ra cho các xem. Đấy, tất cả những cái hàng mà em đã tuyển chọn rồi thì nó hơi đẹp xuất sắc thì em mới bán cho các bác. Tất cả những cái hàng em bán ra cho các bác em bảo hành như các bác 1 năm luôn nhé. Riêng cái dòng Pala thì em bảo hành các bác 1 năm. Đây các bác nhìn những cái dàn đồng bên trong luôn. Đó là bên trong cái dàn lạnh nó là 3 dàn đồng. Đấy, càng nhiều dàn đồng ấy, thì khi mà không khí đi qua cái dàn này thì nó sẽ hạ nhiệt độ xuống càng sâu.
đấy, thì sẽ lạnh nhanh và tiết kiệm điện hơn. Tất cả những cái dòng máy Nhật này, từ năm 2000 trở ra nhé, là toàn bộ là hai chiều inverter hết các bác nhé. Đấy, từ năm 2000 là Nhật không làm máy thường rồi. Còn những cái con này nó còn cao cấp hơn cả inverter. Đấy, những con này là đời cao, là nó đã có hết tất cả các tính năng Eco Lavi, khử khuẩn, khử mùi nano, tự động dọn dàn lạnh nhé. Anh em mình dùng không phải động chạm gì đến những cái cả. Đấy, cái con này những cái ngày mưa nồm ấy, độ ẩm cao ấy, đấy, nó bù ẩm, nó hút ẩm rất tốt nhé, hút ẩm cực kỳ tốt luôn. Kể cả khi đấy là mình đang sử dụng cái chế độ làm mát ấy, như hôm nọ mấy hôm mà mưa bão ấy, nhà em có trẻ nhỏ nên vẫn phải bật điều hòa. Mình bật chế độ làm mát không thì nó cũng tự cân bằng độ ẩm như rồi. Bác nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm một con điều hòa ngon, đẳng cấp và thương hiệu thì liên hệ với em nhé. Đấy, hai con máy đầu nhỏ này cũng khá là ít hàng luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Đấy, những cái bác mà mua ở xa mà ship xe khách nhé, chỉ cần cọc cho em 1 triệu nhé, cọc cho em 1 triệu, hàng đến các bác nhận hàng xong thì bác thanh toán tiền nốt với nhà xe. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.